Hiện tại thì mình đang ở level 252 và khi lên level 252 thì mình nhận ra một điều cực kỳ quan trọng muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu như các bạn là một tân thủ mới chơi ấy mà chưa đạt cột mốc 252 thì nhớ lưu ý đến cái điều này nha. Chắc hẳn là nếu như bạn nào mà theo dõi cái series đua top build cái môn phái né này của mình rồi ấy thì đều biết rằng là mình all in vào chỉ số né, tức là từ trước đến nay ở trong cái phần chặt cây tự động này của mình sẽ chọn all in, nó chính là né và né thôi. Để cho cái chỉ số né của mình nó lên cao, tối ưu hóa được cái tính năng của tinh quái. Thì cái điều đấy nó cũng giúp cho mình lên được cái chỉ số né được 204%. Và đi PK thì rất là sướng luôn. Nếu như bạn nào mà chưa xem cái series build phái né này của mình thì có thể xem lại cái danh sách phát đấy nhá. Và đến thời điểm hiện tại thì mình có thể tóm tắt cho các bạn 3 cột mốc. Cột mốc đầu tiên là từ level 1 đến level 200 thì cứ những trang bị nào mà lực chiến cao hơn, tức là yêu lực cao hơn đấy các bạn, là các bạn múc cho mình. Tiếp theo, mình từ level 200 cho đến level 250 thì mình cứ all in vào nguyên chỉ số né để có thể lấy cái khả năng né cực kỳ bá đạo, cứ né phát lại hồi máu kết hợp với lĩa đạo chân mà. Tuy nhiên từ level 251, 252 trở đi nha thì chúng ta cần phải cài đặt lại một chút, đó chính là né thì thường là sẽ đi với phản công các bạn ạ. Đấy là nó hợp lý luôn. Và khi mà build né với cả phản công thì nó sẽ có cái ưu điểm gì? Nếu như mà các bạn chỉ cài đặt né và né thôi, và ở đây thì chắc chắn là phải tích đồng thời rồi, thì cái tỷ lệ để các bạn ra được những cái trang bị lực chiến cao hơn nó sẽ bị thấp đi. Nó sẽ bị giới hạn lại ở cái khoản là chỉ nguyên né thôi. Nhưng ở những level cao thì cái chỉ số phần trăm của các bạn nó cao lên rồi, nó khoảng 15% cho đến 20%. Mà lúc này thuộc tính kháng của cái vật cưỡi ở bậc 5 nó chỉ có 98,4% thôi. Thì nếu như build 200% thì tính ra nó vẫn hơi thừa một tí. Thế thì để tối ưu hóa được cái yêu lực, các bạn nhớ tích vào đây thêm một dòng nữa, ví dụ như liên kích ở trên này đúng không? Đấy, ví dụ như liên kích thì các bạn sẽ chọn thêm bạo kích ở đây là hợp lý. Còn nếu như bạn chơi né giống như mình thì các bạn sẽ chọn phản công ở đây là quá tuyệt vời. Ví dụ như mình sau khi mà cài đặt như vậy cái, nó ra một trang bị phản công. Đấy, chỉ số công là 27.000. Yêu lực của mình tăng lên được khoảng 500.000 các bạn ạ. Ảo thật đấy. Tầm này ấy, thì những cái chỉ số cộng đây trực tiếp này, nó cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có né không thôi ấy, mà không gây ra được lại sát thương thì nó rất là ối rồi ôi. Đi PK có khi vẫn thua các bạn ạ. Tuy nhiên nếu như cái chỉ số đây của các bạn ổn áp thì chúng ta chỉ cần đánh tay thôi là cái sức sát thương gây ra cũng khá là lớn rồi. Để mình so sánh cho các bạn về hai cái cài đặt này như sau nhé. Đấy, để dễ hiểu hơn. Thì tức là nếu như chúng ta cài dừng khi yêu lực trang bị tăng, đồng thời thuộc tính nó né hoặc là né. Ví dụ như các bạn đang trang bị một trang bị né A1 và lực chiến của nó là 100.000, và các bạn đánh ra một trang bị né A2, lực chiến của nó 120.000, thì nó mới thay cho cái trang bị A1 đó. Nhưng mà nếu như các bạn đánh ra một trang bị A3 với chỉ số là phản công và lực chiến của nó lên đến 200.000 thì nó cũng sẽ không thay thế cho cái trang bị A1 đấy. Đấy là một cái bất lợi ở cái cài đặt như thế này. Chính vì vậy khi mà mình điều chỉnh thành cái phản công thì nếu như các bạn ra trang bị A3 với lực chiến là 200.000, nó sẽ thay cho cái trang bị cũ thì rất là ngon. Chúng ta sẽ có cái phần thuộc tính cơ bản này tăng lên, thì kết hợp với khả năng đánh đấm của pet nữa, nó cũng rất là ổn áp các bạn nhé. Thì các bạn thấy cái lưu ý này như thế nào? Nhớ để lại comment cho mình biết thêm ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.